nằm trong top 10 thương hiệu vàng chăm sóc sức khỏe sắc đẹp Việt Nam, Alpha Group là đơn vị nghiên cứu, sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe phụ nữ có nguồn gốc 100% từ thảo dược thiên nhiên. Với mong muốn giúp đỡ nhiều chị em phụ nữ Việt luôn xinh đẹp thành công hạnh phúc để có một sản phẩm sạch quan trọng nhất là nguồn dược liệu đầu vào. Hiểu được điều đó Alpha Group đầu tư xây dựng và phát triển vùng trồng dược liệu đạt chuẩn Gakpo rộng 182 tại 8 tỉnh phía Bắc như Lai Châu. Sơn La, Hòa Bình, sau đó được chuyển đến để sản xuất tại các nhà máy chuẩn GMP Asian với dây chuyền công nghệ hiện đại. Quy trình sản xuất khép kín và được kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng và cấp phép lưu hành bởi Bộ Y tế. Sau một thời gian ra mắt thị trường, các dòng sản phẩm chăm sóc phụ khoa của Alpha Group gồm viên uống tiêu viêm Alpha Eva, gel vệ sinh Alpha Eva Care và viên đặt Doctor Alpha Lady đã nhận được những phản hồi tích cực từ nhiều chị em trên cả nước đã có rất nhiều chị em đã cải thiện được cuộc sống cũng như hạnh phúc gia đình của mình nhờ các sản phẩm của công ty. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về gieo vệ sinh phụ nữ Alpha Eva Care. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như review gieo vệ sinh phụ nữ Alpha Eva Care hiệu quả nhanh không? Có an toàn không? Xem hết video này để rõ hơn nhé! Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích để có mặt trong top 10 thương hiệu chăm sóc sức khỏe sắc đẹp Việt Nam Alpha Group đã phải vượt qua hàng trăm hồ sơ từ các cá nhân. Doanh nghiệp cùng những tiêu chí khắt khe của hội đồng thẩm định đứng đầu là phó giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Trọng Nguyên thứ trưởng Bộ Y tế. Đây là giải thưởng được trao tại chương trình Thầy thuốc Việt Nam vì sự nghiệp phát triển y học thương hiệu vàng chăm sóc sức khỏe sắc đẹp do hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tổ chức chương trình truyền thông nhằm mục đích ghi nhận, tôn vinh những tấm gương thầy thuốc, lương y đang ngày đêm. Tận tâm vì sức khỏe nhân dân, đồng thời giới thiệu những thương hiệu sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Làm đẹp uy tín, chất lượng đến cộng đồng, chị Nguyễn Hằng một khách hàng của Alpha Group tại Phú Thọ chia sẻ. Tôi là một bệnh nhân đang điều trị viêm lộ tiến tử cung theo phác đồ của bác sĩ và được giới thiệu dùng kết hợp với các sản phẩm của Alpha Group. Thú thực trước đây tôi không hề mặn mà với các sản phẩm chăm sóc vùng kín. Nhưng từ khi được trải nghiệm dòng sản phẩm của công ty suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Tôi bị chinh phục hoàn toàn bởi khả năng làm sạch và mùi hương của tinh chất thảo dược vệ sinh Alpha Evake. Tuần theo phác đồ điều trị của bác sĩ và sử dụng đều đặn viêm uống Alpha Eva và viên đặt doctor. Alpha Lady tôi cảm thấy cơ thể mình thoải mái hơn, da cũng sáng hơn và tình trạng ngứa rát vùng kín cũng giảm hẳn sau một tuần điều trị và dùng bộ ba sản phẩm của alpha group khi đi khám tình trạng viêm của tôi cải thiện rõ rệt với tôn chỉ hoạt động tốc độ quyết liệt ước mơ lớn tuân thủ pháp luật việt nam hạnh phúc trong từng hơi thở alpha group luôn đồng hành cùng phụ nữ việt trên con đường kinh doanh online và xây dựng cuộc sống khỏe lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được gel vệ sinh phụ nữ Alpha EvaKe chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường. Mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của gel vệ sinh phụ nữ Alpha EvaKe để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, hiệu quả nhanh chậm khác nhau còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.